đàn ông chững chạc mà lưng hơi dài một tí. Người đàn ông chững chạc nằm sát bên người đàn ông đang chạc chững kìa. Đây. Bảnh ơi, hồi sáng này con lấy sao em chưa nhận được? Hồi sáng con lấy thuốc cô Duyên uống chưa vậy? Hello Lý. Hello mọi người, 3, 4, 5 mấy ngày rồi không like ra. 30, 31, ngày 1, ngày 2. Trời ơi, 4 ngày, bao nhiêu lâu ta không gặp nhau? 4 ngày rồi nha. 4 ngày nha. 4 ngày mấy chị. Hôm nay ngày 2 nha. Hôm nay là ngày đầu năm của đầu tháng và đầu năm của cái năm 20. Phê chị, sở trường của em là phê mà. Ôi em nói chị ơi, Đô Phạm đi lên Sài Gòn gặp em đi, làm đi rồi sẽ mê. Thì hôm nay chị nào mở hàng cho em suôn sẻ và đẹp đẽ và dễ thương à, thì có một món quà nho nhỏ à. Hôm nay em chơi lớn luôn. 10 bill đầu tiên có chia sẻ live stream, 10 bill đầu tiên có chia sẻ live stream tặng cho mấy chị gì? Chưa biết. Ồ, cảm ơn chị Việt. 10 bill chia sẻ đầu tiên khô heo nhà mình còn không? Còn bao nhiêu hũ khô heo? Hôm nay tặng khô heo luôn. Tặng son là chuyện thường. Hôm nay là coi thử còn bao nhiêu hũ là tặng bao nhiêu bill nha. Em có báo bưu điện bill Trịnh Lê rồi ha. Cảm ơn Kỳ Anh, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Và trong cái live stream này thì em sẽ, sau khi em bán mấy cái bill đầu tiên, em tặng khô heo cho mấy chị ha, để coi thử bao nhiêu bill. Khỏi tặng son luôn. Tặng son bây giờ là tầm thường. Bây giờ Lan Quế Phường mới là thiên đường, đúng không? À, đúng gì? Mấy hũ? 8 bill đầu tiên tặng 8 hũ khô heo. Không bán luôn à. Lan Quế Phường tâm này. À, chị Nguyên Phạm bữa giờ nói lên em thì không lên ha. Bùi Ngọc Diễm hả? Ủa bill Bùi Ngọc Diễm đi chứ mà Bùi Ngọc Diễm chưa nhận bill mà. Lan Quế Phường tầm này là tầm thường, đấy mới là thiên đường. Dành trăm ăn ghế 30 cao cao. Nhắm nhắm 8 hũ khô heo đại khái vậy á. Cho 8 cái bill đầu tiên. Rồi bây giờ trước khi mà vô hàng sale, em sẽ vô bao đồ đầu tiên cho mấy chá. Rồi đưa hàng vô. Đưa hàng mới tối qua vô chứ thiệt ha. Chị chết tin nhắn em. Nè chết tin nhắn của cô Thùy Dung Bích Lùng ơi. Chết tin nhắn nè. Bạn đang thấy không? Chết tin nhắn của Thùy Dung nó đang bấm mặt buồn rồi nha. Nè 8 bill đầu tiên có chia sẻ live stream ha. 8 bill đầu tiên có chia sẻ live stream. Bùi Ngọc Diễm nhắn tin cho tin nhắn Facebook qua chút xíu cho xong bên like chị kiểm tra nha. Đây nè. Về bộ đầu tiên cho mấy chị ha. Bộ này có tổng cộng 4 size. Cái đầm bi chị đang mặc hết rồi Trang Trang ơi. Hết rồi bill này rồi nha. Rồi hai tính lên thôi, tính cô 240 luôn XL bộ này. Coi thử cô thì chưa chờ đầm đỏ gì gỡ luôn hết dạ. Chờ đầm đỏ gì chị xử lý em luôn. Trừ tiền nợ trước Tết nha. Rồi bộ caro bộ này mấy chị mặc lên rất là gọn nè. Bộ caro vàng ha. Bộ caro vàng là có nói với báo bưu điện là bộ caro vàng này 240. Chốt giùm em caro vàng kèm số ký. Chỉ tặng khô heo. Một hộp khô heo gì là 140.000 nè. Hay là biết bán lỗ cho mấy chị biết là tặng là lỗ cỡ nào không? 8 bill đầu tiên và có chia sẻ live stream là em sẽ tặng mấy chị hũ khô heo liền. Nhanh và ngay và luôn luôn. Tay gì đấy chưa con? Tay gì ạ? Coi thử kéo lên, coi thử Thùy Dung có chia sẻ không? Thùy Dung comment lại nếu có chia sẻ tặng hũ khô heo, không có chia sẻ là không tặng hũ khô heo. Rồi bộ này tổng cộng 4 size, bộ caro vàng size L của chế Nguyên Phạm nè. Ôi, chị Nguyên Phạm có chia sẻ tặng hũ khô heo. Trời ơi, mở hàng là phải mau lẹ như chị Nguyên Phạm vậy mới chương ngắm luôn. Mà mấy chị yêu ơi, cái bộ này vải nó đẹp lắm. Nó đẹp cực kỳ dã man và con ngang luôn mấy chị. Đây ha, caro vàng kèm số ký. Caro vàng kèm số ký, 7 chị đầu tiên sẽ tặng một hộp khô heo 101.000 đầu năm.
ăn cho thơm rau thơm tiếp nha. Rồi ok chưa? Caro về. Đầu năm mua cho suôn sẻ 240. Đầu năm vô mà chị ơi, cái đồ đó nó bị cái đó là em quýnh má nhận không ra liền nha. Hồng Mỹ Chi có chia sẻ quốc luôn. Hồng Mỹ Chi tặng một hộp khô heo của Hồng Mỹ Chi dễ thương nè. Hồng Mỹ Chi bên em Cẩm Vân mụ Caro chưa cho số ký là Cẩm Vân có chia sẻ. Mai có rồi. Bộ caro vàng của Tú Hải, Tú Hải bỏ không chia sẻ là mất thủ khô heo nha. Tú Hải bỏ không chia sẻ mất thủ khô heo nha. Đó, Thùy Dung này có bill rồi nè. Tặng Thùy Dung hộp khô heo nè con. Tặng Thùy Dung hộp khô heo nè, đâu ai đâu. À, cái này là của chủ Tú Hải bỏ không tặng khô heo, là Tú Hải bỏ 240. Tú Hải bỏ. Dung Lê một bộ 70kg. Dung Lê có chia sẻ không? Rồi có chia sẻ bộ 70kg luôn. Dung Lê đây ai ghi? Dung Lê tặng hộp khô heo cho Châu lớn lắm gì. Song Anh bộ caro vàng XL. XL của Song Anh rồi tặng hộp khô heo luôn của chị Song Anh nè. Của chị Song Anh tặng hộp khô heo nè. Trịnh Lê còn đúng một bộ 100kg. Trịnh Lê có chia sẻ không? Trịnh Lê phăng cứng luôn, trời ơi phăng cứng đâu? Trịnh Lê nè, 240 của Trịnh Lê. Caro size L của Ren Nguyễn còn không vậy? Còn của em còn hộp cuối cùng của chế Ren Nguyễn nè. Ren Nguyễn nè. Tú Hải bỏ chưa chia sẻ hết khô heo, hết khô heo còn vậy? Sao biết còn hộp khô heo nè, còn hộp khô heo nha. Còn hộp khô heo nha. Nè. Ưu tiên Tú Hải giỏ nè. Bỏ này cho Tú Hải giỏ cho dễ thương. Ok không? Dễ không? Tú Hải giỏ. Thấy tôi dễ thương không? Tôi chưa thấy nè. Trong vòng 1 tới 2 phút nữa em không thấy gì hiện lên người chia sẻ là em lấy lại. Em lấy lại em ăn cho mặt em là chị biết rồi đó. Ha. Em chỉ mong muốn là 8 bill đầu tiên là nó sẽ như thế này thôi. Bộ caro của Cẩm Vân. Cẩm Vân size L bây giờ nè, Ý Yên đã hết khô heo rồi. Cho nên Ý Yên sẽ tặng cho chị một thỏi son trị giá 255.000 của Hàn Quốc. Dễ thương chưa? Ý Yên rất là dễ thương với trời chị Cẩm Vân nha. Bên em không gọi điện chốt hàng, bên em chốt hàng qua tin nhắn. Bên em không cho kiểm tra hàng nha chị Cẩm Vân, nhưng mà bên em bán hàng rất là đàng hoàng. Rồi Cẩm Vân. Rồi bà nào trời ơi, bà nào mà ta nói 55kg đi vô cái động đỉ nhà em vậy? Nhà em là bán miếng size 62kg tới 120kg. Chị đi lộn cái động đỉ rồi Phương ơi. Phương ráng ăn mập mập lên vô gặp em nha. Phương ráng ăn mập mập lên vô gặp em. Bộ caro vải đẹp lắm. Bộ caro vàng vải đẹp mê mẩn. Bộ này mặc lên gọn. Bộ này mặc lên không gọn đi kiếm tôi luôn. Dễ thương và gọn. Rồi caro vàng má ơi. Hay ghê kêu tôi để mùng 1 chuyển khoản. Đi ra không ai làm tôi quên luôn. Qua lễ chuyển khoản mà đòi. Bà mua đồ giúp tôi một cái đi bà Phạm Trăng. Tôi chờ tôi ngóng tôi trông bà quá trời luôn. Tôi nói thiệt á. Thứ quỷ thứ yêu gì đâu hết trời. Ngày hôm nay tôi bán với chị cái bộ này 240 là không có đáng đồng tiền đâu nha. Nha. Tại vì tôi lỡ báo 240 tôi bán cái bộ này mà tôi on ức gớm lắm. Tôi bán cái bộ này 240 tôi on ức cực kỳ. Đây nè, giày mà đi bán 240. Ồ, chốt giùm em bộ Burberry. Burberry 240 mấy chị dễ thương không? Burberry 240. 240 bộ Burberry. Kệ, khổ kệ. Cứ mua đồ đi. Khổ kệ không sao đâu. Bà khổ tôi khổ đâu. Tôi sướng chết mẹ luôn. Mua đi gái. Mua đi. Không sao hết trơn trời. Mua đi. Khen vợ. Cái mỏ này ai cho? Ai chốt hai bộ nè. Lấy cho ba hộp trà bột qua. Ba hộp trà bột, hai hộp trà biển. Anh ơi ghi che giùm em chữ Trang Mai đi anh. Trang Mai Long An 9009 gì đó. M quá em không biết. Trang Mai Long An đi. 950 hay 900 gì á. Nghe Phương ơi. Chưa vô tiền hả? Em thoát ra em reset lại lần nữa đi. Rồi chị báo bên kia cho. Rồi để chị báo. Chị Cẩm Vân nè. Vô cho dùm địa chỉ không gọi chị Cẩm Vân ơi. Cẩm Vân ơi vô inbox dùm địa chỉ số hồi nè. Trang Mai nè. Trang Mai. Burberry kèm số ký giúp em nha. Bộ này 240 cho quý vị. Bộ này bán cho quý vị là 240 nè. 240. Anh cũng biết mà. Trang Mai là 900.
tôi đi. Chuyển khoản lần 3 triệu. Ok, Linh Ngô một Burberry size L. Rồi 240 của bé Linh Ngô nè. Rồi, chị Song Anh một Burberry XL nè. XL của Song Anh đứa nào cầm? Song Anh 240. Bộ Burberry tặng quà em nha. Năm mới mà duyên. Bấm cái nút chia sẻ lên đi. Tặng quà liền. Đây mấy chị à. Bộ Burberry nè. Ê, bộ Burberry nổi cái áo không? Ủa chị Song Anh sao lúc mặc L mới mở XL? Em thấy chị ôm nhôm ôm nhách mà ta. Ở cái bộ nó dễ thương nè. Rồi Burberry của Lina Trần XL. Lina Trần XL. Ha. Hồi nãy lấy rồi gái. Burberry là quần đùi đó chế ốc của Trần. Rồi cái này của Lina Trần. Lina Trần bấm cái nút chia sẻ cho em xem đầm bi. Đầm bi chị đang mặc hết rồi. Giờ ai mua xả ra. Ai mua là tôi mở ra, tôi cỡ ra, tôi bán sale liền á. Tôi đang soạn cái bao đồ ở trển để sale cho mấy chị đầu like. Tối nay sẽ có nha. Tối nay sẽ có. Trời ơi, tôi thương mấy chị quá. Trời ơi, nghỉ 4-5 ngày đây mà không ai bỏ tôi hết. Taylor. Rồi 240 cho anh xem đầm bi đang mặc hết rồi chị. Hết rồi. Hết rồi mấy chị đừng có đòi xem nữa. Xem em cỡ nó cho mấy chị xem luôn á. Trang Mai có rồi nè. Hoa Lục Bình một bộ caro kia tay L với bộ Burberry ghi là Hoa Lục Bình nè. Anh ơi, Hoa Lục Bình 786 Hồ Chí Minh. Hoa Lục Bình 786 Hồ Chí Minh. Còn trình lên đúng rồi. Rồi hai bộ này 240 cộng 240 của Hoa Lục Bình thành phố Hồ Chí Minh 786 này, tặng chị đó khỏi con nè. Thôi mà không được. Bộ có bộ này bộ ít là có mà ta. Bữa lấy cái bộ trên lầu xuống để cho Bùi Ngọc Diễm á. Kiểm tra Bùi Ngọc Diễm đây. Đầm Nhung mấy chị ơi, còn bộ này thì gửi cho em. Bộ Burberry 3 ít cho Trịnh Lê. Thương chế đi, không biết làm sao. Hả? Một phút nữa em không có địa chỉ số điện thoại kèm với hũ khoe của chị Cẩm Phân là em xả bill nha. Rồi bộ này cho Trịnh Lê 240 nè. Trịnh Lê 240. Hả? Không có. Hai bộ mới quăng ra phải không? Không. Chờ một chút Trịnh Lê, chờ một chút lên hàng. Hôm nay về toàn hàng tuyển không? Cậu em giữ cho ông. Bệnh gì mà bệnh miết gì bay. Bộ này bộ gì vậy hả? Nè. Tôi thấy ở trên thị trường bây giờ nè. Cái gì Trịnh Lê? Tôi thấy trên thị trường bây giờ nè, nó về cái mẫu này nè. Kiểm tra hộ em chưa? Chờ một chút. Ủa Trịnh Lê gửi cái mẫu đầm nè, chọn đầm nhung gì đó đi. Cái bill này, à đầm nhung này. Đầm nhung bi. Kiếm bill mà Hải ơi. Đầm, chị gọi là đầm ren bi hay gì, đầm nhung bi 280, cái nó có phối bi nâu á. Lấy size 7 cho Trịnh Lê. Ê, còn cái đầm nhung nó lấy size L cho mọi người coi, cái đầm nhung đó nó đẹp gớm đó. Cái mẫu này là đang hot trên mạng nè mấy chị thấy cái vải chưa? Đây cái vải này là nó là vải gì ta? Nó giống như là thun xốp á mấy chị. Cái vải này đang là hot trên mạng nè, hot trend. Ha, hot trend. Cái con này mấy chị mặc lên vừa trắng trẻo mà vừa đẹp là vừa dễ thương là con này. Con này 280 ngàn mấy chị thấy mẫu đơn giản đúng không? Nhưng mà khi lên cái con đầm này mấy chị đi cưới rất là đẹp luôn. Ha, và trong cái live stream ngày hôm nay em sẽ chơi lớn với mấy chị trong cái live stream thôi. Sau live stream mấy chị đặt không bao giờ có. Để chị kiểm tra lại cho Hồ Ngọc Diễm. Đúng rồi đó nè. Lấy size 3 gì cho Trịnh Lê. Đây nè. Cái đầm mà Trịnh Lê đặt là mấy chị dễ thương cực kỳ. Nè ha đầm nhung ha. Mà coi khúc dưới nè. Nè ha, trời ơi chụm má chụm mẹ nó đẹp quá trời luôn. Trịnh Lê 280 nè. Đây là đầm nhung nha. Con này là đầm nhung. Trong cái live stream ngày hôm nay, chế nào đặt đầm hoa văn nổi này, đầm đen hoa văn nổi, em sẽ tặng cho mấy chị một cái cài áo luôn, ngay và luôn và tức thì. Chứ thì đứng dậy kiếm bia Bùi Ngọc Diễm coi thử còn trong đó không, tại sao lại mắc lấy cái bộ đồ rõ ràng trên phòng em xuống để cho khách mà nói sao không có được, không thể nào không có. Rồi có thôi, thử có gửi bia không? Giờ gửi bill lúc làm hay không có, không có hay có, không có cũng đâu có biết được. Làm bill gì mà sơ sẩy. Đầm đen của Minh Xuân Hồng, này lấy đầm đen hay cho Minh Xuân Hồng đi. Còn cái bao cài áo bữa tí bỏ đâu rồi đây?
cho Minh Thu Hồng 280. Nhung Nguyễn, Nhung Nguyễn thành phố lấy đầm này nè, đầm này size L của Nhung Nguyễn thành phố 280 nè. 280 thích lại con. Một đầm size 65 kg hoa văn nổi của Huế Võ. Huế Võ size L hoa văn nổi. Hoa văn nổi, hoa văn nổi. Huế Võ Phú Yên từ từ chờ hàng nha, đủ tiền chị trừ luôn ca chờ đi. Huế Võ một đầm hoa văn nổi size L. Rồi Huế Võ nè, 280.000 của Huế Võ. Cẩm tú đầm đen hoa văn nổi, cẩm tú. Hai của Cẩm Tú là trời ơi. Hai của Cẩm Tú tặng một cái tài áo 80.000 đầu năm cho nó suôn sẻ mấy chị ha, cho nó vui vẻ nè. Rồi đây của Cẩm Tú đầm tay L hoa văn nổi của Quốc Khang nè. Nè cái đầm hoa văn nổi này là em nói mấy chị mặc lên rất là đẹp nha. Nói thiệt luôn. Rồi Quốc Khang 280 của Quốc Khang nè. Rồi ai nữa Quốc Khang 280 nè. Ai? Ai ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang mấy chị? Cái đầm này là nó là đang hot trend trên mạng nè, nó hoa văn nè. Cái đầm này mấy chị mặc hay lắm nha, nó phong tề nè. Cái đầm này khi mấy chị mặc lên nó rất là đứng cái đầm và rất là đẹp mấy chị, dễ thương lắm. Rồi chỉ riêng ngày hôm nay đầu năm đầu tháng của cái năm 2021. Rồi xã của Cẩm Băng bộ caro vàng, có hũ khô heo không? Không có hũ khô heo lấy lại thỏi xo. Ôi mấy chị ơi, nói thiệt bán hết thì về ba má em nuôi cơm, đừng vô đặt theo trào lưu, sẽ tốt sẽ lui tội nghiệp. Đầu năm xả rồi mất công em chửi rồi mấy chị kêu con quỷ cái này nó mang nghiệp ha. Nghiệp hay không là từ mấy chị ra á nha, nhớ không mấy bà nội? Nguyễn Thảo My XL, nghiệp hay không là từ mấy chị ra chứ không phải từ em nha. Rồi mai chị yên ngỡ. Rồi ok, với vợ mai chị yên ngỡ đó, cho chị đầm hoa nổi luôn nha. Dạ ok chị Nhung Nguyễn size L, Nhung Nguyễn size L đầm hoa nổi. Cái đầm này chế mặt lên cực kỳ gọn. Rồi Nhung Nguyễn thành phố nè, hoa văn nổi của Nhung Nguyễn thành phố con 280. Em là chỉ cần ngày đầu năm như thế này là bán chỉ cần suôn sẻ. Còn ai mắc đẻ thì tự đi coi. Còn bán suôn sẻ là em chịu hết lỗ, em cũng chịu. Chỉ cần suôn sẻ là chị dễ thương. Như chị Nguyên Phạm này là vô chốt một cái bèn. Tí xíu nữa chị kiểm tra review của em cho ha. Cho em có XL, XL đầm hoa nổi. XL đầm hoa nổi. Rồi Thủy Thu Phạm nè. Rồi đầm hoa nổi cho nè, đầm hoa nổi là ly hồ mặc được, đâu mắc mẹ cái đầm ai lấy. Đầm hoa nổi đây là má ly hồ mặc được nè. Tôi hứa với má ly hồ là đầm này má ly hồ mặc được không? Coi em bình nè. Ai ly hồ nó đeo đơn giản mà nó đẹp, coi cái tay này nha. Nè, nó làm cái hoa rất là đẹp, nó làm cái phơm đầm đẹp lắm. Cái phơm đầm này là chị mặc lên không thấy bụng mà không có thấy nóng ha. Đó. Đây, Huế Võ nãy giờ có quà tặng chưa vậy? Rồi tặng Huế Võ luôn. Son này son Hàn Quốc đó bà nội, chứ không phải son chìm tàu dứt dào bán rẻ đâu. Tại vì mua 3-4 bộ tặng chơi, nãy giờ bà tay ai biểu vô sau đó. Rồi, đầm này, đầm đen, đầm này là ly hồ lấy được là còn size 3X nè. Đầm hoa nổi, chỉ ngày hôm nay và trong cái live stream này em mới tặng cài áo 80.000 cho mấy chị thôi. Còn lại là không, nè bà du du gâu nha. Ok. Ủa mắc gì tao đọc tiếng Anh mày ngồi mày cười mày. Nè. Dạ. Bán like vui không ở không đúng không? Anh kêu bán like vui không ở không? Bữa giờ gì ở không gì làm tụi con buồn. Cho nên ngày nào cũng phải bán. Hôm nay em về một cái đầm đi tiệc cho mấy chị. 280.000. 280.000 mà đầm này người ta gọi là đầm đi tiệc này mấy chị. Đầm này chị Nguyên Phạm mặc được nè, dễ thương. Trời ơi, em nói thật sư sự với mấy chị nha. Cái con đầm này mấy chị mặc lên không sang đi kiếm tôi. Bụng bự lắm ly hồ. Đầm hoa nổi size 3X. Bà Nguyễn Hương này bà mua dễ thương lắm ha. Rồi đầm hoa nổi của Ly Hồ 3X tặng cái cài áo nè. Mà Ly Hồ 280, Ly Hồ không có dấu Khánh Hòa nha. Rồi cho Nguyễn Hương một cái đầm hoa nổi 67kg size L kèm một cái cài áo luôn. Má em đèn mơ văng văng màu trắng của gì sao. Nè Nguyễn Hương nhà bè nè, Bùi Thị Ngọc Kênh bấm lên dùm cái nút chia sẻ đi bà nội. XL bấm dùm cái nút chia sẻ lên mấy má. Mấy má hôm nay thấy tôi dễ thương với mấy má không bấm nút chia sẻ tôi buồn mấy má thiệt. Bùi Thị Ngọc Kênh là 280 nè con. Làm ơn làm phước chốt dùm con cái đầm nhung cái mấy má mấy mẹ ơi nha. Làm ơn làm phước chốt dùm em cái con đầm nhung nha. Đầm đen có làm em sao xíu không? Trời ơi con đầm nhung này đi tiệc một phát thôi con. Sao ta, nó
nói chung là yêu đó, bà hỏi chống tám đây nè em. Đầm đây đầm phôm dài và có khỏe nha, có khỏe hay không thì về mấy chị tự khỏe. Trời ơi, chụp má nó sao đẹp dữ vậy mấy chị. Em không biết làm sao để diễn tả được cái vẻ đẹp xuất sắc của cái con đầm. Đầm này luôn mấy chị. Thì Dung lúc đầu đặt hàng cho con đầm Nhung nè. Con đầm Nhung này mẹ em mặc một cái, một bao đầm Nhung này hả? Đầm Nhung nó may một bao hả? Rồi kéo xuống luôn, rồi lên đưa hàng vô nữa chứ Thiện ơi. Lẹ lên, lại lại đi, lẹ lên. Bà bảnh xuống lấy lột viên ba con sang quýt đây bà. Xuống lột viên ba con sang quýt đây. Dưa là sáng hộp sáng rồi. Ông ăn quýt đây. 46, Thùy Dung 464 á. Còn gì nữa chứ Thiện ơi. 5 bao lận mà. À 4 bao lận. Kiểu gì nữa. Rồi sáng kêu Bibi sắp cái gì lên quên lại đây. Bỏ bà lè đi. Đầm nhúng em vừa không đầm, đầm hoa nổi á. Đầm hoa nổi là có sai chị Thảo Lam hết trơn á. Rồi. Chị Mai gửi. Hôm nay em về một con đầm nè. Mấy chị coi giùm em cái phơm đầm nè. Ở bên hông này là nè, có dây đang chéo là đẹp do rồi. Con đầm dày tấu qua bé lùng nó chụp xấu thấy mẹ luôn á thiệt. Để nhắn tin cho Trinh Chiều cho nó quay chụp hình cái. Bây giờ em làm hết nổi nha mấy chị. Gì? Nói gì vậy? Trinh ơi, chiều qua chụp hình giùm chị Nhân Trâm. Gì nó mới nói gì vậy? Phải. Mày nói gì? Nói gì đâu. Đầm Nhung có sai. Thảo Lam lấy sai bao nhiêu thì báo em lấy sai bao nhiêu thôi. Thảo Lam lấy đầm Nhung phối bi thì chốt giùm em đầm Nhung phối bi kèm số ký nha. Làm ơn chốt cái đầm này nè Huế Võ ơi. Bà làm ơn bà làm phước và chốt cho tôi cái đầm này nè. Trời ơi nói thiệt sự luôn. Cầm vô cái vợ. Anh là lính đá tình. Được được đi vô. Nè xong rồi em xả cho mấy chị nói nè. Mấy chị muốn xả nói tôi sắp mấy chị nói đi. Nè chốt chốt đi mấy bà nội. Chốt giùm tôi con đầm cái. Trời ơi nó đẹp. Nè nội cái vải tay cũng đẹp. Nội cái vải đồ cũng đẹp ha. Mấy chị coi bên hông nó đang chéo dây nè. Ồ mặc ra một cái nổ nó căng lên ha. Trời ơi nói chụp. Hôm qua con lấy cái đem đai đồ này lên để chụp chưa. Nó đẹp cực kỳ. Ở đây nó có một cái con đầm bi giống giống cái con đầm bi Nhung hồi nãy nữa. Nhưng mà nó đầm bi. Rồi em lấy ra size XL để chút chụp hình. Rồi chốt giùm em là đầm đan dây ha. Đầm đan dây có tổng cộng 4 size. Dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100 cái. Anh ơi, anh đưa cái chồng nón đi. Em sell cho anh 130 cho hết luôn anh. Nón 250 em sell cho mấy chị 130 cho hết hàng nhóm. Nón của Nhật nha. Ha. Nón này là nón của Nhật. Rồi xả nón nha. Chốt size L. Nè size L của Huế Võ nè. Hôm nay không báo nữa. Hôm nay không báo nữa. Đầm đen dây của chị Nhung Nguyễn. Cảm ơn em ăn không? Nói em ăn đi. Đầm Nhung Nguyễn size L của chế Nhung Nguyễn nè. 280. Lấy size L đi. Nè đây để chụp hình nè. Anh là lính đa tình. Tăng 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 tăng. Một cái Nhung. Trời ơi nó hung rồi trời. Thằng này nó mới hung tôi vậy. Đây. Còn nó luôn á. Cái mặt lưới. Rồi cái này của chị Nhung Nguyễn thành phố nè. 63kg 1m58kg cho chị một cái Nhung. Cái Nhung đầm Nhung phối bi hả? Đầm Nhung phối bi á. Nè sao lưng của Yên vậy ta? Sao mấy ký? Sai lờ. Nào mới hung lưng của Yên cái bực vậy? Đây phong chị Hoa Phạm Hồng. Đúng thì ok giúp em nha. Đây đầm này là con dài đã Nguyễn. Nếu mà đúng thì ok báo giúp em ha. Đúng không? Nhung phối bi. Đúng thì ok lên giùm em một cái nè. Rồi và hôm nay trong cái live stream này em sale nè. Em sale cho mấy. Ủa cặp nón này của em mà ai đem xuống vậy ta? Em. Rồi biết con Hải nó làm cho tôi không có tiền là sách hàng. Tôi đổi trên lầu nó sách nó bán luôn trời. Rồi 120 nón luôn khỏi bán 130 nè.
Rồi cái này là nờ xanh nha, nón này 120 đó chị. Mà cổ giống cô hồn cơ. Đầu á. Rồi, nờ xanh 120. Nờ xanh 120. Hôm nay là chút có con ngồi chị nè. Ngồi bán cặp này. Đầm đầm dây 90kg. Ờ, đầm đen dây 90kg của Thảo Beo đâu rồi. Nè, em tặng chị Thảo Beo cái này nè. Em mà tặng đầu năm một cái chị Thảo Beo là nguyên năm nay chị làm ăn giàu luôn. Đây nè, em tặng chị ra một cái con túi xách hàng xi nè chị coi nè. Mà túi này đeo chéo thu tiền được nha. Con này trị giá là 6-700 á chị. Em tặng cho chị Thảo Beo, Thảo Beo nè. Em tặng cho chị Thảo Beo như lời em đã hứa. Tặng này Thảo Beo nè. Rồi cái đầm này 280 của Thảo Beo. À nhung, nhung dài cái hạt ngọc trai đen hả? Dạ ok chị. Nhung dài cái hạt ngọc trai đen size L. Dạ ok chị Hoa Phạm Hồng. Nè cho em xin địa chỉ số điện thoại nha, bụng 100. Giải co giãn đẹp lắm chị. Co giãn cỡ này chị mặc không thấy bụng, không thấy nay, không thấy nắng luôn nha. Rồi, Hoa Phạm Hồng, ngọc trai 280. Em có một con đây nè. Em có một con này bán cho xe cho mấy chị 150 nghe. Con này đẹp lắm nha. Em là Linh Đa Tình. Chốt giùm em là nón dây xích mấy chị. Nón dây xích con này. Con này là nón dây xích. Giờ lắc vẽ bắt đầu là theo quậy tao á. Rồi biến là chốt nón dây xích. Chốt giùm em lên nón dây xích. Em bán cho mấy chị một cặp này. Cặp đây 500. Giờ bán xe cho mấy chị 250. Ok không? Chốt giùm em là Adidas đủ màu. Hàng này là hàng của Nhật. Rất là đẻ mấy chị ha. Phường 5. Dạ cho em cái tỉnh cái thành phố luôn nha chị Hoa Phạm Hồng. Chốt giùm em. Chốt cho em. Chốt giùm cho em nha Tuy Hòa Phú Yên ơi. Cùng quê nha chế nha. Đây, nón dây xích của Lê Gia Hân, 150.000 của Lê Gia Hân. Chốt giùm em cặp nón Adidas. Đẹp không? Cặp này mà hai vợ chồng mang một phát 250.000 quá rẻ luôn. Sale cỡ này ở đâu mà sale cho lại mấy chị? Sale cái này mà ở đâu mà sale cho lại em mấy chị? Không có chỗ nào mà bán cái giá giật bông, giật mồng và giật mép như thế này đâu. Nói thẳng cho mấy chị biết vậy đó. Em nói nhẹ nhẹ thôi nghe. Nón cặp đi mà chị nè, nón cặp đi Nguyễn Phượng nè, Nguyễn Phượng. Ê, hai chồng mày đổi cái cặp này cho chị nè, Nguyễn Phượng, quận 12, 250. Rồi lên tiếp. Ai, ai muốn cặp có cặp luôn. Đây, chốt giùm em cặp Versace. Em thì em thích cặp Adidas không? Chốt giùm em cặp Versace nè mấy chị. Đây, chốt giùm em cặp Versace nha. Versace, Ủa, chị biết em mặc ủa vậy hả chị? Ồ, đây mấy chị cặp Versace nè. Đây là cặp Versace nha. Đây. Đây là cặp Versace mấy chị. Sale luôn 250 cặp Versace. Chốt giùm em cặp Versace mấy chị. Cái luôn. Nguyễn Phượng tặng luôn. Tặng luôn. Tặng mạnh luôn đi. Giờ chút chị Hoa Phạm Hồng chơi cho em chút. À, đầm dây 70kg. Ủa nãy giờ mình lên cái đầm dây. À đầm dây che chéo Phương Linh. Không biết Phương Linh cho em xin địa chỉ số điện thoại nè. 70kg hả? Ừ đúng rồi 70kg size L. Rồi Phương Linh xin địa chỉ số điện thoại 280 nè. Em mà bán cái đít mà chắc chắc như mấy chị vậy là em mừng rồi mấy chị. Chốt giùm em cặp Versace ha. Cặp Versace mấy chị có ai chốt không? Đẹp á. Nè. Cái cặp này em không còn đủ một cặp nè. Để em kiếm cặp em bán cho mấy chị hai cặp về đội vui. Chốt giùm em Mã Lính. Mã Lính nha. Được được. Nè đổi lại Nguyễn Phượng cặp Versace nè. Chị Yên thì thích mày chọn bộ lính hơn. Tại tao có để dành lại bộ lính mà. Rồi đổi lại cái Versace cho ấy nè. Có một cái được không? Được ai ạ? À? Được chị bé An. Bây giờ bà mua cái. Chẳng lẽ giờ mua cái bà đổi anh Tư đổi cái. Rồi đổi Versace lại cho Nguyễn Phượng nè. Đây là Lính nè. Mã Lính. Chốt giùm em Kevin Clean Lính. Đây là Mã Lính nè. Chị bé An lấy một cái nè, báo giùm em nha. Đây là Mã Lính. Mã Lính. Em nè nè nè, chị bé An lấy con này. Cái này em có một cái nè. Con này con Dior. Con Dior này 150 nha. Đầm len hả chị nghe đâu? Không có đầm len. À. Ghế nhà lấy, Phương Linh để ghế nhà lấy. Chị Phương Linh ở Gò Vấp luôn đúng không? Đây ra rồi lên. Ok ok. Đẹp quá ta. Rồi ghế nhà lấy lấy. Nó là nhỏ xíu rồi. Mã này lý nè. Mã Lính xanh đẹp không mấy chị?
Chị ơi, bữa em mua đây đầu năm nha. Bữa em mua bộ đồ răng hồng 82 kg mà ít đến là rộng. Mấy chị nó nghe nè, bữa nay bán khai trương đầu năm, chờ em tí đi mấy chị được không? Chờ con cỡ 1-2 bữa nữa. Nè bé An lấy cái nón này nè, 150 của bé An. Chờ em cái bữa nay bán khai trương đầu năm mới chế, chờ một ngày thôi. Mấy chị có hết sức bình tĩnh đi, không sao hết trơn hết trọi nha. Chờ em qua hết ngày hôm nay với ngày mai đi, em sẽ giải quyết ngày mốt nhắn tin em giải quyết mấy chị riết. Ngày hôm nay mới bán hả? Có đầm len không chị? Ngồi bắt lại lắm. Không có đầm len, không có nguồn luôn. Áo len thì rất là nhiều. Nè, em chỉ còn một con lính xanh thôi. Chế nào chốt con lính xanh là chốt giùm em. Lính xanh. À, lính xanh còn một cặp nha. Ủa nãy chị của chị là lính gì vậy? Còn lấy lính đó đẹp không? Rồi lính xanh. Rồi đứa nào gom nó đi lên cắt tiếp, phải chừng nào đẹp trời bán. Ủa còn cái nón này anh Tư, bữa giờ anh Tư có cái nón này chưa? Nè đưa cho bác Tư đây. Có mà cũ rồi mà thiệt chứ. Bởi này à, Tư. Rồi hôm nay em sẽ xả tiếp cho mấy chị. Giờ em sẽ xả cho trẻ mấy chị một cái mẫu dâm. Ok không? Xả mẫu dâm nha. Ngon nó hơn. Dạ. Hai con linh. Hai con linh. Không sao cộng 25 ngô. Ngày mốt đi em giải quyết cho nha. Đưa ba này qua. Rồi em nói mấy chị nghe. Em nói cho mấy chị nghe nè, em xong cái bao hàng sale này em sẽ ra em sale túi xách cho mấy chị. Và em nói thật sự với chị nha, kể cả những chị có tiền mà không có tiền thì ngay ngày đầu năm tạo cho mình một cái túi xách. Ủa chứ Hiền ơi, hồi bữa đây cô Vũ đi qua tặng cái túi xách đỏ đâu rồi? Bị kiểm tra ngay đây là đây. Kiểm tra đây, bữa nay lần trước lúc chị đi về bay về Phú Yên chị để cái ngay chỗ đây là cái túi xách đỏ. Trời ơi. Trời ơi, đi bao đầu luôn hết có hương vậy. Em nói mấy chị nghe nha, nói thật lòng nha. Khi mà lúc mà em bán đồ ăn online thì con bé em kết nghĩa của em nó có tặng em một cái túi xách đỏ. Từ đó, từ khi em thay đổi công việc tới bây giờ livestream là em cũng cần kiếm được một nồi. Thì tự nhiên từ lúc em làm tài chính á, sáng ngày mà em bay đi Phú Yên thì con em bố của em đó tự nhiên buổi mờ sáng nó đem nó tặng một cái túi xách đỏ đây. Mà con này thì nó không bao giờ nó tặng hàng thường, thì đối với em hàng thường hay hàng xịn gì đối với em cũng trân trọng hết trơn mấy chị, mà cũng không dám đi những cái con này. À, mấy con này là những con thay đổi cuộc đời của em, mấy chị không tin là quyền của mấy chị. Còn những đối với những con này thay đổi cuộc đời em thì em sẽ nói nó thay đổi cuộc đời em vậy thôi. Tự nhiên mà sáng hôm đó đi công tác đi về Phú Yên làm thị trường đó, nó tặng em cái con này nè mấy chị, nó tặng em đúng con này luôn, màu đỏ luôn, tự nhiên vậy á. Cho nên thì ngày hôm nay trong cái live stream này em bán đồ tiếp đây. Rồi bây giờ em sẽ xả dâm cho mấy chị. Dâm này 220, em xả cho mấy chị 140 ngàn. Cái con dâm này đẹp lắm nha mấy chị, cái con dâm này bằng vải lụa rất là đẹp. Rồi em xả cho mấy chị luôn. Em xả cho mấy chị con dâm này với giá bao nhiêu tiền? Em xả con dâm này cho mấy chị dâm 80 kg. Không, tao dâm 80 kg đâu, 75 kg thôi nha. Con dâm này 75 kg mấy chị, dưới 75 kg, từ 65 đến 75 kg con dâm này nè. Xe 140, số lượng ít cực kỳ. Em nói mấy chị là số lượng rất là ít nha, chốt giùm em dâm beo 140. Dâm beo 140 có mấy cái thôi, chốt lẹ đây nè. Chốt lẹ có tiền mặc đồ tết, mấy ngôi lọt có đồ mặc đồ tết chứ không tết ở chuồng ra đường nữa. Dâm 140. Có giờ phỉ á, ở cái mặt có giờ phỉ nè. Có sao có bộ này trong đây? Một nuôi bộ luôn. Dâm 140. Nói gì mấy mẹ cô dữ vậy anh? Dâm của con Nguyễn là 140. Con Nguyễn là nền tím con Biêu. Dâm beo của Mai Đình Ngọc Lâm nè. Mai Đình Ngọc Lâm 140. Dâm beo 140 của Cát Tường nè. Cát Tường 140. Dâm của Huế Võ dạy chờ chút chị. Chị Hoa Phạm Hồng, giờ mình muốn được tống mình vô mình mua ngọt trâu với anh vậy.
ha. Rồi Huế bỏ đi chưa? Coi đi Huế bỏ chưa? Rồi Nguyễn Thanh Hương giùm nè. Nguyễn Thanh Hương giùm nè. Rồi ai giùm nữa? Còn hai cái, ba cái mới vậy. Em còn ba cái nghe. Ba Nguyễn Thanh Hương giùm trong tư có rồi. Xin được chị xuống phần Nguyễn Thanh Hương. Tất cả những bill hôm nay mà nghi ngờ là đều cho cọc cặt hết nha. Cọc cặt hết. Giùm bill của Phúc Bình Nguyên nè. Nghe mày vỉ à con. Giùm bill của Chi nhà. Đây con bò. Này khoảng bò. Chi nhẹ trăm tư. Kệ cái đó đi kệ đi. À con này con bò phải không? Mẹ con mẹ sao chị thẳng vô kêu con bò. Còn một cái với chị. Em còn ở giùm mày nè. Y chang vậy mà màu này. Xe với chị trăm tư luôn. Đẹp không? Chốt giùm em là. Chốt giùm em là giùm hoa văn xanh xe trăm tư luôn. Rồi còn hai cái. Bỏ này rồi tối bán. Hôm nay em sale cho mấy chị bộ này nè. Bộ nhung. Bộ nhung này là 240, 250 hàng Quảng Châu nha. Ha. Em sale cho mấy chị bộ nhung này. Nhưng mà bộ nhung này mặc lên cưng lắm nè. Khi mấy chị mặc lên ở trước nó sẽ như thế này nè. Nè nó sẽ như thế này nè. Nó lộ lộ đó, nó hổ hổ, nó kín kín gì em mấy chị ha. Mai Đình Ngọc Lâm đập giấy trên lời nè Hải. Mai Đình Ngọc Lâm. À chị Hương đã mua hàng rồi, dạ ok nè, Mai Đình Ngọc Lâm nè. Rồi bộ nhung giờ xe với chị 170 ngàn đi. Bộ nhung hàng Quảng Châu, bộ này dưới 85kg vừa. Dưới 85-87kg vừa bộ này nha. Bộ này chị nào từ 70-85-87kg chút bộ nhung cho em. Xe cho mấy chị 170 ngàn bộ nhung. Bộ này mấy chị mặc lên rất là đẹp nha. Bộ này khi mấy chị mặc lên, trời ơi tôi nói em. Mặc kìa với áo vú của lên, cái vú nó nhó, lấp lu, đẹp lắm. Chốt giùm em bộ nhung. Giùm hoa của Hà Vi nè. Hà Vi, hình như hồi về mà xong mà bé lùng sợ cái Hà Vi này, hồi nãy Hà Vi đặt cái gì nè, sợ cái Hà Vi cái gì vậy, Hà Vi đặt cái gì á, bộ nhung của BB 57 nè BB, trời ơi đâu biết đâu, chờ chút nha bộ nhung chờ chút, thì xe à. Ôi giời con bộ nhung không nhỉ? Xẻ áo không? Đi rồi. Hết bộ nhung mà. Chị xe này phải áo, xẻ hết đây. Còn đầm ở đây, tối nay chị Hồng Khánh Nguyễn vô em xẻ nguyên bao đầm, bọn trao đầm. Sai gì ta? Hà Vi sai sai gì 75kg hả? Bé Vi hồi sáng mới sắp phụ nó lên nó bay ra. Rồi lấy sai ít là. Cho Hà Vi luôn. 206. Cho cái đầm đang dây sai. Bộ nhung hết rồi. Đưa cái file lên. Bộ nhung hết rồi nghe. Bộ nhung hết rồi. Đầm đan dây này đẹp lắm gái ơi. Ai mới hỏi đầm đan dây đâu rồi. Ôi cái đầm đan dây này mấy chị mặc hay lắm. 256. Nè đầm đan dây này mấy chị, trời ơi nó đẹp từ cái vải tới cái dáng luôn ở đây. Đây đầm đan dây nè. Trời ơi khi mặc lên cái chỗ này ha, nó căng cái bụng ra, nó căng đẹp lắm mấy chế. Đây nè. Bên hông nè ha. Chị nào chốt đầm đan dây chốt giùm em ha. Đầm bi có size không chị? Dạ đầm bi nào ta? Ủa nãy giờ lên đầm bi nè. Chị ngồi im đi, chưa có đầm bi đâu. Để từ từ em lên đầm cho mấy chị lựa nha. Chờ em một chút ha. Rồi chốt giùm em đầm đan dây. Đầm bi nhung nè. Em lấy cái đầm bi này sao? Sao lấy cái bao đầm bi xuống đây chị? Lấy hai cái bao bi lớn bi nhỏ xuống đây chị. Chị ơi cái gì Huế bỏ nè. Hôm nay tôi xả cho mấy chị một cái form áo lưới. Form áo này mấy chị ở trong mặc cái áo dưới chống tụt đen rất là đẹp. Em bán cho mấy chị 80 ngàn luôn. 160 của tôi nha mấy chị. Áo Dior, áo sơ mi Dior lưới, sơ mi Dior lưới nha. Sơ mi Dior lưới con này là từ khoảng 65 đến 90kg là vừa sim. Sơ mi Dior lưới mấy chị, con này mà ở trong mặc với một cái áo dây hoặc một cái áo vú đen hoặc là một cái bra chống tụt rất là đẹp. Đầm đan dây size L của Hồng Khanh Nguyễn nè. Size L của Hồng Khanh Nguyễn. Cha chị lại cái đầm bi nhung hồi nãy nha nghe. Rồi Hồng Khanh Nguyễn nè. Hồng Khanh Nguyễn 280 rồi lấy cái đầm bi. Đầm bi nhung á. Ờ đầm bi nhung. Nè chị Hồng Khanh Nguyễn.
Mai Đình Ngọc Lâm 80.000 nè. Mai Đình Ngọc Lâm 80.000. Nè, đây là gu của chị Hồng Thanh Nguyễn. Chị và Hồng Thanh Nguyễn mà chị thích những cái đầm mà gu dài dài, đầm đen dây size L của Nguyễn Ngọc Thảo. Nè, đầm nhung nè mấy chị đẹp không? Đầm nhung đen. Em nói mấy chị đẹp từ cái tay tới cái đầm. Nguyễn Ngọc Thảo 28, đây là đầm nhung đen nè chị Hồng Thanh Nguyễn. À, Mai Đình Ngọc Lâm sơ mi có rồi con. Rồi sơ mi có Mai Đình Ngọc Lâm rồi. Rồi ai nữa mấy chị? Rồi ai nữa? Ai đã từng đi qua công cụ Long Giang mấy chị cho mượn đầm bi kìa. Hôm nay em sẽ lên cho mấy chị một mã đầm bi nhỏ đi ở lưới của Đỗ Quỳnh Như nè. Khỏi không trời. Đỗ Quỳnh Như nè. Rồi đầm bi đầm nhung đen em vượt không? Có size của Nguyễn Thị Kiều Tiên chứ ơi. Sơ mi 85 của Hoàng Huỳnh nè. Hoàng Huỳnh nè. Cái gì vậy? Cái đó là gì vậy? 80.000 rồi. Hoàng Huỳnh Facebook Ý Yên nè. Đầm nhung 100kg của Bình An. Hãy lấy cái đầm này cho Bình An. Đi ở lưới của bé Lê Lan nè. Lê Lan số 2. Bên em là lúc nào cũng có size của chị Kiều Tiên hết trơn á. Bên đây lúc nào cũng có size của bé Kiều Tiên hết trơn á. Ừ, chưa tính tiền cái cây cho mẹ nữa chứ. Rồi Bình An là 208 của Bình An nè. Trời ơi, mua đồ giùm em cái nãy giờ chưa bán được gì hết mấy chị ơi. Và ngày hôm nay trong cái live xong mình đang 85kg của Bảo Ngọc Thi nè. Bảo Ngọc Thi 80.000 nè con. Và trong cái live stream ngày hôm nay em sẽ bán cho mấy chị một cái form đầm bi. Trời ơi, cái form này nó dịu dàng lắm mấy chị. Chị nào mà thích form dịu dàng qua lá cành, qua lá hẹ, con bưởi thì chốt giùm em đây đầm bi nè. Trời ơi, con có dán đầm bi nè mấy chị. Trời ơi, đầm bi, lấy một cái đầm nhung đen của Nguyễn Thị Kiều Tiêu sấy ra lò. Lấy đầm nhung đen nha chị, chưa dạ chưa. Chị Hồng Khánh Nguyễn chưa nói thì làm sao em dám lấy cho chị được. Rồi Hồng Khánh Nguyễn ship lại 208 của Hồng Khánh Nguyễn nè. Rồi XL của Nguyễn Thị Kiều Tiên 280.000 nè bây giờ Lùng ơi. 280.000 của Nguyễn Thị Kiều Tiên. Rồi ai nữa mấy chị ơi, mua giùm em đầm mi size L của Hoa Phạm Hồng. Hoa Phạm Hồng size L nè. Rồi Hoa Phạm Hồng 280.000 của Hoa Phạm Hồng. Bé là mi Hoa Phạm Hồng nè. Hoa Phạm Hồng Phú Yên 280.000. 280.000 lấy quýt đúc của em. Cái con đầm bi này nè mấy chị. Cái con đầm bi này em nói mấy chị là nó đẹp lắm. Mày mất dạy ghê. Lần sau đừng có bán trái cây mà ngon này nữa nha bà Tiên. Trường An ơi, kiểm tra giùm chị thử 50 FPC đi qua cho khách giùm chị chưa Trường An. Nãy giờ em bé nó nhấn mấy lần luôn rồi. Đầm bi trên đùi đúng rồi chị, đầm bi trên đùi. Rồi các chị nào chốt đi đầm bi trong đùi nữa không? Em lên cho mấy chị một mã bi nè. Mã bi này dễ thương không? Rồi lên cho mấy chị mã bi này, bộ này 240 nha. 240.000 bộ này. 240.000 bộ này là bộ chính tất nè. Vải đẹp lắm mấy chị, vải co giãn tới hàng mặt nữa. 240.000. Cho cái đầm bi size 66kg cho Lai Nguyễn nè. Đây là nè, bộ bi dễ thương không? Cái tay con cũng dễ thương nè. Cái bộ cũng dễ thương nè. 280. Cái chỗ phối bi cũng đẹp nè. Rồi chốt giùm em bộ bi lớn 240 kèm 4 size. Dưới 60, dưới 70, ở dưới 70, dưới 80, dưới 90 và dưới 100kg. Chị nào chốt đầm bi chốt giùm em rồi. Hồi nãy các cái đầm bi này em đưa chị chụp hình nè. Đưa đầm bi chụp hình này. Không phải nhung nhà đầm dưới 260. Rồi em lên cho mấy chị đầm bi 260 nha. Một áo lưới đi o. Một kim tuyết lê nè. Kim tuyết lê 80.000 nè. À, mặc bộ đồ bi gọn hết chị. Nhưng mà vải nhà em đã, vải nhà bên này đã lắm Tiên ơi. Một đầm bi size L của kim tuyết lê luôn. Rồi kim tuyết lê 280 nè. Cái bộ bi này vải đẹp lắm. Đầm bi 2XL của Quỳnh Anh Nguyễn Lam. Quỳnh Anh Nguyễn Lam 280 nè con. Quỳnh Anh Nguyễn Lam 280. Lên đồ bộ tròn chút. Ủa nãy lúc đầu nó có cái bộ caro nhỏ xong lấy địa chỉ. Như cũ vô trong tin nhắn chọn ngón tay lên. Cho chị mượn hai bộ lại đầu like đi, bộ Burberry á. Like cái miệng nó đắng lắm mấy chị. Nhà mấy cô đi con. Bớt sốt rồi đó.
Rồi bộ này mới về ngày hôm nay nè quý vị. Mới về ngày hôm nay bộ này luôn, người ta gọi là bộ caro vàng. Người ta gọi bộ này là bộ caro vàng. Bộ này là 240.000 caro vàng. 240.000 caro vàng. Bộ này thật sự là mấy chị thấy đơn giản nhưng mà khi mặc lên rất là gọn và đẹp nha. Bộ này mặc lên cực này, ở trước nó cắt laser nè ha. Đây. Tất cả đồ nhà này mặc đẹp và tự tin luôn. Đúng rồi chị Hồng Mỹ Chi. Em cho may theo cái kiểu an toàn lắm chứ. Em không có cho may là hở rúng, hở chim đồ nó kỳ lắm. Không dám đâu, em mới về quê ba em. Qua ba em cho chửi em là mập đù lù á. Hà Vi, bộ Vi size XL của Hà Vi. Caro vàng size XL của Ngân Nguyễn Thị Kiều Tiên. Đây nè. Cái gì Hà Vi, Hà Vi 240. Rồi Nguyễn Thị Kiều Tiên. Áo lưới đi đo của Hoàng Huỳnh có rồi. Bộ đi đo vàng thấy trên lời của Nguyễn Thị Kiều Tiên. Bộ này vải đẹp lắm. Bộ này vải đẹp 240.000 của Nguyễn Thị Kiều Tiên. Nguyễn Thị Kiều Tiên. Rồi tiếp tục quý vị ơi, đây. Đây nha. Bộ này nói về vải thì coi như mê say. Một chấm là say đậm, hai chấm là đậm say. Cắt luôn đi. Rồi tiếp tục. Hôm nay về cho mấy chị bộ Puppuri đạo đùi. Bộ Puppuri quần đùi nha. Ơi, cái quần thì nó đơn giản quá đúng không mấy chị? Coi cái áo nó mới xinh nè. Nhìn ớm mà chắc lâu không xem em lo đó. Chị lo gì đâu không mà chị đâu có nhớ gì nhung mình tao em đâu. Gì kì vậy? Cái đầm gì đang mặc hết lâu rồi. Nè bộ Puppuri này mấy chị dễ thương không? Bộ này mà mấy chị thay bằng một cái quần chín tấc là mấy chị đã đi chơi được rồi. Nhưng mà em thích quần đùi cho nó sang và cho nó dễ thương. Rồi Puppuri 240.000, tổng cộng 4 size. Bộ này là coi như nói về mà độ sang chảnh là bộ này. Ta nói bộ này bao phủ thị trường Việt Nam luôn ha. Sàn Win chưa bao phủ thị trường được. Cái ta nói riêng bộ này là phủ thị trường vì cái độ đẹp và độ bền. Puppuri đùi size L của bé Nguyễn Thị Kiều Tiên luôn. Nguyễn sao bộ đùi mà gây 80.000 à? Bộ Puppuri 2 cho chị uống tóc phần anh. Chị xách cái mông qua đây em chỉ cho chị làm kiếm tiền, khỏi làm, khỏi mở quán ăn ăn vặt gì hết trơn á. Xách cái mông qua đây mày gặp đầu với mày thằng khùng. Tao đang nói khách đây nè thằng khùng. Gặp gặp cái thằng cha mày á. Gặp sao gặp lại hay sao à? Đó gặp vậy hả? Em nói chị mày không gặp vậy đó, chị tụi nổi không? Uống tóc Hoàng Anh 240. Bộ Puppuri này đẹp lắm chị. Bộ Puppuri này em nói chị đẹp cực kỳ. Thích lên túi đúng không Dung Quế trăm luôn. Rồi xếp bên đây lại. Từ lên cái đầm 260 ạ. Em lên cho mấy chị một cái con đầm 260. Và con đầm này đã làm bao nhiêu người chết mê, chết mệt và chết đứng. 260.000 một cái con đầm bi tay đen. Nhưng mà mấy chị coi cái form dưới nó đẹp lắm. Cái form dưới rất là đẹp nha. 260.000 con đầm này. Gặp cái đầu thằng cha mày chứ gặp ha. Không rồi, xong cái này xách cái camera ra trước xe túi nè. Dựng cái gì cái ghế con. Xuống dưới là cái ghế xếp dựng lên rồi. Cắt cái đầm này 260 lên kia. Để nó mang ra bên đây nó mang rồi. Con này bỏ ra đây để tối rồi. Không bán xe không xe bán. Áo lưới nè. Rồi tiếp tục đúng rồi. Đó đẹp nhiều hút vậy mà. Hai bay quýnh lộn ơi. Puppuri 85kg. Đầm bi 260 của Kim Tuyết Lê luôn. Puppuri 2 trước anh. Dạ mấy chị mua giùm em chứ nãy giờ chưa bán được gì hết trơn. Trời mấy chị. Rồi hay. Từ từ chắc chọn. 2x của ai nè? Hoàng Huỳnh 2x 240 nè. Rồi, cái đầm bi 260 nãy cho em chị kia em lấy lên chân hình nè. Đầm cũng tay bi nhưng mà đầm 260 không phải đầm nhung nha. Size L. Size L của chế Hạnh Hạnh. Size L của chế Hạnh Hạnh. Mai em cũng có cà phê với khách. Gì? Không, cái tức lên lại có rồi. Chị Hạnh Nguyễn cho ba hộp trà viên nè. Chị Tuyết và anh Hạnh này. Cái này là của Hạnh Hạnh 260 nè. Rồi ba hộp trà viên của Hạnh Nguyễn. Con của bé Hải chị Tiên. Đỉ điếm lắm. Chứ ổng xấu quắc mà ổng đỉ điếm ghê lắm rồi. Rồi, ngồi ai? Hà
đùi. Bộ đùi 65 ký. Bộ đùi 65 ký của Kim Phụng Burberry. Burberry size L. Không được nói, nó đỉ điếm lắm tiền. Rồi bộ này của Kim Phụng là 240.000. Xin địa chỉ số điện thoại Kim Phụng. Xong chưa mấy chị, đi qua túi sách nha. 240.000 của Kim Phụng. Đỉ điếm lắm. Ui của con. Buổi sáng lên mà em đang ngủ mà nó biết em nhấc tay với chị là nó bóp tay. Nó đỉ điếm lắm. Bưng ca nước cho cô yêu hít mía hả? Nô thằng cha mày chứ nô. Để ngay dưới cùng rồi. Rồi lên túi sách nè. Đâu năm tàu trong cái túi sách nha mấy chị. Hôm nay em quyết định làm xả sập sàn túi sách em xả cho mấy chị nữa nha. Em tuyên bố cứng là hôm nay. Hôm nay em sẽ xả cho mấy chị nữa nha. Mấy chị lưu ý giùm em nha. Rồi bắt ghế chưa con? Đã có yêu hít miếng nước hả? Hả? Cái gì miếng nước này hả nhờ? Mấy cái tao mới mà chưa dán hả trời chút nha hả? Em dọn gọn nó đây hả? Em biết để gọn nó mà. Mày, rồi đem vô đây. Nó mất dậy lên nó nô hoài rồi trời. Để đây, nó dán để đây chút nữa làm. Tiên, túi làm tiền của em là túi đi khách của em là Tiên. Đựng sổ tách đồ rất là ok luôn Tiên. Để bữa nào nếu mà kia có hàng Tiên đã có con này em sẽ kiếm em tặng Tiên cái nè. Hả? Có. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Chó. Thôi bị bóp cừ cái giọng gớm mày ơi. Giờ chuẩn bị tặng nè. Lấy một ít xuống không? Rồi hai thằng đứng sau đeo túi sách vô. Thì Chí Thiện đứng ra sau. Chí Thiện đứng ra sau đây. Mày đang canh nè. Cái Kim Phụng này không phải Kim Phụng bố à? Dạ xin địa chỉ số điện thoại Kim Phụng á. Chắc không phải Kim Phụng này bố. Nếu mà này canh luôn. Hello mấy chị nha, hello hello mấy chị, hôm nay tôi sách cho sao? Bữa phải của chị là đúng số điện thoại em vậy? 559. Rồi lên tôi sách cho mấy chị, tối lên xét nữa, lên tôi sách cho mấy chị, trời ơi, trời đất ơi, đưa cho Vi Vi với Hùng xài xong rồi. Bây giờ em nè, lấy cái túi lính màu xanh cho anh sáu bảnh nó đeo vô cho để bán cho mấy cô bán sale. Hôm nay em sẽ bán sách sale một nửa giá cho mấy chị nha. Rồi mã đầu tiên xe cho mấy chị 100.000 mã đi tiệc. Chị nào mà mặc một cái con đầm nhung đi tiệc kèm cái túi sách 100.000 đây là xe chơi với mấy chị thôi, xe đầu like thôi. Lấy cái túi lính chào nhỏ đeo lên. Đây mấy chị xe 100.000 túi sách đi tiệc nha. Con này là đi tiệc nè, bán vậy thôi em nói rồi mấy chị, em sẽ bán xe cho mấy chị nửa giá. Đầu năm cho mấy chị lấy lọc ha. Đó, đầm em mặc hết lâu rồi chị. Chốt giùm em con túi lông này để đi tiệc. Con túi lông đi tiệc xe cho mấy chị 100.000 túi lông đi tiệc ha. Túi lông đi tiệc sale 100.000. Sale 100.000 túi lông đi tiệc. Rồi túi Chí Thiện đang đeo nè mấy chị. Túi Chí Thiện đang đeo. Bây giờ bán cho mấy chị với giá 200.000 túi Chí Thiện. Quay ra trước, biết Chí Thiện đâu. Túi Chí Thiện đang đeo đây là đính đá nè mấy chị. Đính đá ha. Rồi túi của Sáu Bảnh đang đeo, cái thằng người mẫu thì nó hơi xấu một chút, mấy chị mua giùm em cái. Túi lính đang đeo xe cho mấy chị 120.000. Túi này mấy chị mua cho con trai con gái, con nào đi cũng được, BD đi cũng được nha. Cái mặt thằng quỷ nó xấu chút nhưng mà kệ mẹ nó, mấy chị mua đỡ giùm em đi ha. Đó rồi 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 thôi. Đây mấy chị, túi lính có rất là nhiều loại nha. Đây Sáu Bảnh cầm túi lính cho mấy cô màu rêu, màu xanh nè. Màu xanh của túi lính này nè mấy chị, màu xanh đó. Rồi tiếp tục màu túi lính đỏ 120.000 túi lính đỏ. Rồi tạo ngay một con túi lính đỏ nè, túi lính xanh nè mấy chị, và túi lính màu rêu nè. Đó chị nào chốt túi lính nào 120.000 đúng không mày? 120.000 giùm em. Đây mấy chị, con này là nhiêu? Hôm nay bán xe cho mấy chị con này nè. Bán xe cho mấy chị cái giá giùm mồng luôn. Gì anh? Hôm nay em bán cho mấy chị cái con LV này giá 220.000 đây. Túi lính rêu của chị Hồng Mỹ Chi 120.000 kìa. Mấy chị ơi, con LV này em bán cho mấy chị 220, hàng này là 6-700 mà mấy chị, hàng này hàng si châu Âu nè. Hàng này là hàng si châu Âu. Rồi con này bán mấy chị 220.000, con này mấy chị đựng được nhiều thứ lắm nè. Nhất là mấy chị có con nhỏ ha. Túi LV này bán cho mấy chị với giá 220.000 con túi LV này. Túi LV này sale cho mấy chị 220.000. Ha Yên ơi, xuống đọc tin nhắn trả lời giùm chị. Ok, có túi màu đỏ chờ chút hết vợ. LV của ai?
LV của Cát Tường, LV 220 nè. LV 220. Túi này của ai vậy ta? Túi này của ai vậy? Của con á. Ủa sao sách xuống vậy? Chị lấy em cái túi màu đen nhỏ. Túi màu đen nhỏ là túi nào chị? Túi này hả chị? Túi này đúng không? Là chị Hạnh Hạnh. Là chị Hạnh Hạnh chốt giùm em là Hạnh Hạnh chốt giùm em là túi túi đeo chéo đi. Túi đeo chéo đính đá 200 ngàn. Ha, túi này cũng túi đeo chéo là chị nào mà thường xuyên mặc quần sọ là mang con này. Chị, ủa bé Lục sao con mang cái túi này bé Lục? Túi này đẹp quá trời, sao con mang này cho con này? Có đừng mua quà nha. Nè con này cũng túi dù đẹp không mấy chị, con này túi đeo chéo luôn nè. Con này là túi đeo chéo luôn nè mấy chị. Con này túi đeo chéo luôn nè. Ha, túi đeo chéo con này. Đây, chốt giùm em con này là 300. Xe 300 nha mấy chị nè. Chốt giùm em con túi đeo chéo trắng đen 300. Đây là con túi hoa, con túi hoa đeo chéo siêu cho mấy chị 180 ngàn. Túi hoa đeo chéo, túi hoa đeo chéo siêu cho mấy chị 180 ngàn. Túi hoa đeo chéo này nè mấy chị, túi hoa đeo chéo siêu 180 ngàn nha. Con cá đẹp không? Cá đẹp không? Chị lựa cho em cái túi màu đen để đi tiệc cho chút gì Hạnh à. Cho chút em đưa hàng xuống cho. Đưa túi xuống rồi. Đưa cái vàng chiếu nè. Đưa cái vàng chiếu đi. Rồi hôm nay xả cho mấy chị cái con này, xả cho mấy chị nè. Lát lên mấy con xanh ngọc vậy ok. Rồi em xả cho mấy chị nè. Em xả cho chị Hạnh Hạnh con này nha. Con này XL xả cho chị với giá nhiêu? Em xả cho chị với giá 220 ngàn ok không chị Hạnh Hạnh nha. Chốt cho chị Hạnh Hạnh con này. Hạnh Hạnh 220 nè. Hạnh Hạnh 220. Rồi em xả cho mấy chị nè. Lấy con túi xanh ngọc ra sau đây. Em xả cho mấy chị một con Chanel. Con này mấy chị đi tiệc rất là dễ thương nha. Con Chanel. Con Chanel này em xả cho mấy chị với giá 300 ngàn. Chốt giùm em Chanel. Chanel 300 ngàn con này mà đi tiệc hơi bị xinh luôn mấy chị. Chốt giùm em con mã Chanel 300 ngàn. Giúp giùm em con mã Chanel 300 ngàn. Rồi đây em chốt cho em lên cho mấy chị một cái con xanh ngọc để đeo chéo dây đẹp lắm chị. Con này chị xong anh đẹp nè. Con này hơi bị dễ thương luôn. Rồi chốt cho mấy chị con xanh ngọc này 300 ngàn con xanh ngọc. Chị nào chốt con xanh ngọc chốt lên giùm em con xanh ngọc 300 ngàn. Con này là giá rất là giật mộng 760. Vậy em hứa với mấy chị sale cho mấy chị một nửa giá đúng không? Cho 800 em sale con này 400. Con này 400 chốt giùm em con chùm rau bạc 400. Con này da thiệt ha. Rồi lên cho mấy chị. Ủa nãy giờ có mình tôi nói trời. Dạ nói. Có mình tôi nói luôn á. Kiếm được cái con này màu đỏ không? Có. Đó, hút hai con màu đỏ ra đây. Rồi, lên cho mấy chị một cái con này. Con này người ta gọi là con gì không biết, không phải con cặc là được rồi. Con này là 480, sale cho mấy chị còn 300. Lấy cái xanh ngọc xuống. Con này sale cho mấy chị 300. Chốt giùm em là con này chốt giùm em. Mấy chị cứ chốt lên giùm em mà. Túi hoa và lính xanh nhé. Chị yêu túi hoa và lính xanh kim trinh đâu? Lính xanh chị Thiện đâu? Rồi, lính xanh và túi hoa đem chiếu rồi đây. Rồi đây, kim trinh 120 này. Rồi túi hoa, túi hoa 150 nè. Rồi kim trinh hai cái này đúng không? Rồi kim trinh 120 và 150. Chậm chậm coi không kịp. Chậm chậm đi coi không kịp. Trời ơi em la chậm lắm. Mấy chị nói chuyện rất là nhẹ nhàng mà chậm luôn. Đây cái chị coi giùm em nha. Túi này mọi người kêu là túi hoa nổi đi. Ha, xanh ngọc ở hàng trên. Mẫu kia em có rồi. Xanh ngọc ở hàng trên. Chậm rồi hai cái xanh ngọc hàng trên. Rồi đây rồi đây rồi đây. Em xin lại túi con 400. Con 400 là con nào ta? Con 400 con 400. Ê nói nè Bùi Thị Ngọc Trinh nè 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 nè. Trời ơi coi nè đây nè. Ai Bùi Thanh Huyền sao? Đây nè cái con, ê Bùi Thanh Huyền, bà lấy con này nó có một cái dây đeo chiếu. Cái con này mặc mặc Green Man sướng lắm. Cái con này vừa sướng vừa đẹp và vừa xuất sắc luôn ha. Túi chị Yên còn không? Đâu, túi chị Yên là túi nào vậy? Túi Yên đẹp. Có túi Chanel Booty không chị? Không chị, cái túi Chanel Booty là em không có biết rồi quá. Cái bú bú này là em không biết rồi đó chị. Ha? Bùi Thanh Huyền đâu? Chưa chốt mà. Tao kêu xem lại. Rồi đưa hai cái đây đây. Dạ chị ơi, cái con này nè thì nó còn rẻ rẻ một chút. Cái con này thôi giờ mình sale với giá rẻ rẻ đi. Cái con này là Chanel xanh túi hộp. Dạ cái con này là 880, sale cho mấy chị còn 500. Con này người ta gọi là Chanel túi hộp. Con này đẹp. Con này nếu mấy chị đi là đẹp. Trời ơi con này chị mặc đầm đồ đi. Trời ơi nó xinh lắm mấy chị. Chanel túi hộp xanh. Chanel túi hộp xanh sale 500. Cái con này hàng super xịn nè. Con này da mềm lắm. Rồi thôi giờ cả mẹ nó mấy chị, con này chốt giùm em Chanel xanh loại ha. Chanel xanh mã số 2. Túi chị cầm còn không? Trời bà nội, bà đừng có hỏi cái túi chị cầm còn không. Bà phải hỏi là cái mẫu gì.
mẫu mã sao? Túi chỉ cầm túi của em á, xài á. Là túi này hả bà? Giờ bà mua con này 200 triệu tôi bán nè. Riêng con này giờ bà mua 200 triệu tôi bán. Thiệt, bán luôn. Nhanh quá không nhìn kịp cho đeo túi hộp xanh của chế xong anh 500. Cái con này thôi giờ bán với chị 500 luôn đi. 500 luôn, nhưng mà con này thì mềm hơn nha. Chốt giùm em là Chanel số mã số 2 500. Chanel mã số 2 500. Riêng con này thì 1 triệu mấy không sale nè. Con LV, con này là hàng thiệt, hàng châu Âu. Con này là đúng hàng C châu Âu nè mấy chị. Con này em cũng định để đi nè. Chanel xanh châu Âu, hàng châu Âu, C châu Âu. Con này bán sale cho mấy chị 1 triệu. LV xanh. Chốt giùm em con LV xanh sale 1 triệu. LV xanh sale 1 triệu. Lên tiếp hàng. Nè cái con xanh của cái con lấy em lấy Chanel xanh. Lấy Chanel xanh này là Đỗ Quỳnh Như. Chanel xanh 500 ngàn của bé Đỗ Quỳnh Như. Mua một cái túi nguyên năm làm ăn giàu thấy đỉ mẹ luôn thiệt. Nè cái giống như của chị Song Anh hồi nãy, nhưng mà cái đây màu đỏ. Rồi màu đỏ 500. Bán cái trang liền á. Đây em có một cái ví cầm tay giờ siêu nhẹ cho mấy chị 250 ngàn ok không? 520 siêu cho mấy chị 260 ngàn. 520 ngàn siêu 260 ví cầm tay. Chế nào chưa có ví cầm tay này chốt giùm em con ví cầm tay. Ví cầm tay 260 ngàn màu da, màu hồng ruốc. Màu hồng ruốc 260 ngàn nha mấy chị nha. Em lên cho mấy chị con này. Con này chốt giùm em ví cầm tay caro. Con này sale cho mấy chị 250 ngàn. Ví cầm tay caro 250 ngàn. Rồi em lên cho mấy chị con ví túi thiệt hàng da bò. Ví túi thiệt hàng da bò nha mấy chị. Ví túi thiệt hàng da bò. Con này là 1.050.000 sale cho mấy chị còn 600.000 con này. Tôi nói qua một lần, lần sau tự đọc. Tự đọc màu và tự đọc giá là tôi không nhớ giá sale nhiêu đâu mấy chị. Nói chung là tôi cần tiền làm tài chính tôi sale hết. Con này là hàng si châu Âu nè. Con Chanel đỏ hàng si châu Âu. Con này nội và cái dây xích không mấy chị cũng đê mê và ghiền nữa. Kệ mẹ nó bán 1.3 triệu gì kệ mẹ, sale 500 nè. Con đỏ luôn. Bán nhiều thời gian kệ mẹ em mấy chị. Rồi LV. LV này mấy chị biết giá nhiêu không? Con LV này là giá còn cỡ là 1 triệu mấy trăm mấy chục em quên rồi. LV con này đẹp lắm nha. Con này là vừa đẹp vừa xịn sò luôn. Rồi con này sale cho mấy chị với một cái kè. Con này xinh lắm. Con này tiên lấy con này nè tiên. Con này sale cho mấy chị với giá 600 ngàn con này. Con LV này sale 600 ngàn mấy chị. 600 ngàn con này nha đó. Chị BD đang cầm một cái túi. Con này là đúng là túi hàng si chính hiệu nè. Túi hàng si chính hiệu và túi da thiệt. Con này giờ sale cho mấy chị 300. Chốt giùm em túi bà bầu. Túi bà bầu sale 300. Hồi nãy là con này em cắt tặng cho chị Thảo Beo là tại vì chị Thảo Beo là phân cứng chia sẻ từ đầu năm tới cuối năm. Ngày nào bà cũng chia sẻ ha. Và cái túi này là cái phong cách của bà Đỗ Quỳnh Như nè. Cho nên tôi sẽ tặng con này cho Đỗ Quỳnh Như. Tặng con này cho Đỗ Quỳnh Như giờ mệt bán rồi. Rồi em có một cái con may cục co. Em có một cái con may cục co mấy chị. Em có một con may cục co. Bán con may cục co này cho mấy chị với giá 300 ngàn con may cục co. Với cầm tay rút của Trần Phượng. Bán nhiêu chị quên mẹ rồi. 260 của Trần Phượng nè. 260 của Trần Phượng. Nè con này lên cất lên phòng mấy chị đi. Con em về được cất phòng. Rồi tiếp tục. Em có một cái con IXL. Con này bán cho mấy chị 4-500 gì đừng có quan tâm. Chốt giùm em là IXL da mềm 300. IXL da mềm 300. Chị nào thích túi lớn là có con túi lớn hàng si thiệt đây. Ha. Có con bà may cục co 300 của Giang Nguyễn. Mai cục co 300 của bé Giang Nguyễn. Giang Nguyễn mai cục co 300. Con này là đúng túi da thiệt nè. Con này mấy chị cầm iPad rồi theo được nè ha. Con này. Con này sale cho mấy chị với giá 300. Chốt giùm em là túi bự chà bá lửa. Túi bự chà bá lửa. Rồi em có một cái con ba lô hàng si. Em có một cái con ba túi ba lô hàng si. Con này là 750. Con này khi mấy chị bật lên trời ơi, khi mấy chị đeo đã lắm nha. Con này đeo không biết chừng nào hư. Rồi sale với con ba lô cho mấy chị 300. 300. Con này là túi hàng si nè. Đúng túi hàng si thiệt. Bài nào mà thích hàng đồng thì đi. 250 là gì? Hồi nãy túi của chị là 260 đó. Rồi đây mấy chị. Con này là hàng đồng nè. Con này sale cho mấy chị hàng đồng 180 ngàn hàng đồng. Con này chốt giùm em con eo vì cầm tay. Một là cầm tay như thế này. Hai là đeo chéo. Rồi ba lô của Giang Nguyễn. Con nó 750 lượng của Giang Nguyễn. Rồi ba lô 300 ngàn của bé Giang Nguyễn luôn. Rồi chốt giùm em con eo vì con này nè. Con này là ba, con này sale cho mấy chị 350 ba lô khách máy rồi. À, IXL 300. IXL 300 của Văn Nguyễn nè. Văn Nguyễn 300. Con này sale cho mấy chị 300, chốt giùm em con hàng độc 180 của chị Lộc Nguyễn nè. Hàng độc 180 của Lộc Nguyễn. Hàng độc 180 của Lộc Nguyễn. Túi bự chà bá lửa 300 ngàn của Hoàng Huỳnh. Con này 300 ngàn nè. Con này 300 ngàn chị Hoàng Huỳnh lợi biết bao nhiêu tiền không? Lợi 700 ngàn con này nè.
con da thiệt này nè Hồng Quỳnh. Bà về bà cầm cái da bà biết liền. Rồi Hồng Quỳnh 300 ngàn. Con này xe với chị 300 luôn. Chốt giùm em là LV nâu cho mẹ. Chốt giùm em LV nâu cho mẹ. Con này có một cái dây dài nữa. Con này da rất là đẹp. Chốt giùm em là LV nâu cho mẹ 300. LV nâu cho mẹ 300. Con này là hàng xịn da bò thiệt. Con này mấy chị đi tiệc được nè. Tiên ơi, Tiên ơi. Con này đi tiệc được nè. Con này đi tiệc đi làm công sở công chức và các chức có quyền được. Con này là 1.150.000 xe cho mấy chị 650 ngàn. Chốt giùm em con da bò 650. Lấy hai màu mình cùng nhau. Lộc Nguyễn 108 à hả? Đúng rồi, Lộc Nguyễn 108. Ủa đẹp kìa. Rồi, tiếp tục mấy chị. Đây là con Burberry sọc đỏ xe 300. Chốt giùm em Burberry sọc đỏ xe 300 ngàn. Burberry sọc đỏ. Đây là cái con cá sấu nè mấy chị. Đây là đập đầu một con cá sấu. Chặt cái đầu ra, lấy cái đầu làm nên cái túi này. Dạ con này giá bao nhiêu? Quên mẹ nó rồi. Dạ con này là 1.850.000. Và hôm nay em sale cho mấy chị 1.250.000 con da cá sấu. Dựng da ra tí, dựng da cá sấu lên. Rồi chốt cho mấy chị một cái con. Chốt giùm em là túi đuôi cá. Túi con cá. Túi con cá này sale cho mấy chị 300. Túi con cá luôn. Túi con cá sale 300. Con này là 1.450.000 nè. Rồi xin cho mấy chị con này 1 triệu, chốt giùm em LV 1 triệu. LV 1 triệu. Em có một cái con túi hộp nè mấy chị. Em có một cái con túi hộp này. Con túi hộp này, ấy còn dây à. Rồi bán cho mấy chị cái con túi hộp này để sắp đi tiệc được nè. Con túi hộp bán mấy chị 180 ngàn. Túi hộp 180. Con này cũng vậy. Em đứng tiệm bán hàng, dạ đúng rồi. Rồi con này cũng vậy, chốt giùm em là con khoen tròn. Chú giùm em túi nâu khuyên tròn 180 ngàn luôn, túi nâu khuyên tròn. Con này mấy chị đi tìm được nè, con này khi mấy chị mà chụp hình đó mấy chị một lắm chị. Ôi chết mẹ, kẹp cái hôi. Con này khi mấy chị chụp hình mặc đầm đó, mặc quần jean mấy chị đứng vậy nè. À đứng vậy đó, ha. Rồi con này mấy chị, con đi áo hồng. Đi áo hồng bán nhiêu? Bán nhiêu quên mẹ đó rồi. Ủa sao không bỏ vô đi? Bỏ vô đi quay cho mấy tư bỏ bị. Rồi con đi áo hồng này siêu mẹ 500 luôn. Đi áo hồng này dành cho những chị hay đi ăn tiệc nè. Con này chị xong anh mang được nè. Chú nhìn em đi áo hồng. Tí ơi đi xô xếp vô nè. Chị Thiện lấy cái dây này nào ra trống rồi xếp vô. Rồi lên cho mấy chị một cái con LV này. LV này mấy chị coi nè. Thứ nhất da mềm, thứ hai con sổ rất là đẹp ha. Và LV này giá nhiêu? LV này con đã còn 2 triệu á. LV này là 1 triệu túi hộp 180. Túi hộp 180 rồi. Mày cười không cũng xấu nữa thiệt á. Túi hộp 180 rồi. Rồi 180 ngàn của ai? Lê Lan nè. Lê Lan 180 nè. Con này là 1.150.000. Túi 180 của Lê Lan nè. Túi 180 Lê Lan. Lê Lan rồi. Lê Lan bỏ vào rồi. Rồi con LV này xin cho mấy chị còn 700 ngàn. Chốt giùm em LV công sở 700 ha. Túi túi nút túi cái gì? Túi nâu khoanh tròn Hoàng Huỳnh 180. Nè Hoàng Huỳnh 180 nè. Đó với có cái da thiệt. Nè mấy cái hàng này mà chị nào mà hay đi chợ, mà hay đi thu tiền nợ, tiền dây, tiền góp là nên chốt những con này. Thứ nhất là khoen rất là dày, thứ hai nó là da thiệt. Con này đúng chuẩn là da thiệt mà mấy chị. Con này đúng chuẩn da thiệt. Đi áo hồng đâu rồi? Đi áo hồng. Đi áo hồng mới kêu nhiêu Đỗ Huỳnh Như. Đỗ Huỳnh Như mới kêu nhiêu Đỗ Huỳnh Như. Quên mẹ ai nhớ. Đi áo hồng nào 30 ngàn mày. Nè làm ơn làm phước những chị mà hay đi thu tiền dây tiền góp chốt giùm con cái con hàng thiệt này giùm cái ha. Con này giá cao lắm mấy chị. Con này giá rất là cao. Con này thôi giờ chốt giùm em là túi đi thu tiền góp đi. Túi đi thu tiền góp 500 ngàn. Thu tiền góp 500 ngàn em có một cái con túi sách này. Chốt giùm em con da trăng xem mấy chị 300 cho con da trăng luôn anh. 300 con da trăng. Sao thằng này nó cứ hay lấy cái da trăng cùng mẫu. Nè bé lùng nãy giờ nó me con này nè mấy chị. Bé lùng nãy giờ nó me con này nè nha. Làm ơn mấy chị hốt giùm em cái cho không em cục vốn luôn. Nó me nãy giờ cái con kia. Nè cái con dắt dắt thì dắt lên nè. Rồi con dắt thì dắt này siêu cho mấy chị 550 ngàn. Chị nào chốt cái con dắt thì dắt màu trắng này. Chốt giùm em con dắt trắng. Con duy trắng. Chị nào không mua em cho bé lùng. À, nói câu đó nó ngầu nó dái nè. 500 đủ nhiều luôn á. Rồi caro. Em xin cho mấy chị con ví cầm tay caro. Xin cho mấy chị 180 ngàn. Chốt giùm em ví cầm tay caro 180 ngàn. 180 ngàn. Đây chị nào ông đi tiệc quốc con này cho em. Chế nào mà hay đi tiệc quốc con này cho em. Đẹp không? Rồi chốt giùm em con da trăng. Con da trăng phối đen 520 ngàn. Da trăng phối đen sale luôn. Một trường máy của em không á mấy chị. Có
con em về thì cũng 1 triệu mấy nè, con em về phối đen cũng 1 triệu mấy siêu luôn, 800 ngàn em về phối đen, em về phối đen 1 triệu mấy rồi. Con này 490 nè mấy chị, siêu cho mấy chị chốt giùm em sọc Burberry đỏ, sọc Burberry đỏ siêu cho mấy chị 300 sọc Burberry đỏ. Con này cầm cái túi sách không cũng nặng nữa, con này hàng da xịn nè, con này hàng xuất, con này hàng hàng nhà hàng si châu Âu nè mấy chị. À, chốt giùm em con si châu Âu đi, chốt giùm em con si châu Âu siêu 500, con này đi cả đời không bao giờ hư, si châu Âu 500, si châu Âu 500, con này cũng là hàng si nè mấy chị. Con này chốt giùm em là si đen, si đen này siêu cho mấy chị 500, si đen, si đen 500. Rồi tiếp tục mấy chị, con này con ví cầm tay, con ví cầm tay màu bò siêu cho mấy chị 200 260 đi, con này 520 bán mấy chị 260, chốt giùm em ví cầm tay màu bò 260 ví cầm tay màu bò. Em có một cái con Chanel cổ truyền đen, truyền thống đen, cổ truyền đen gì đó, nhưng mà con này da mềm hàng xịn. Rồi chốt giùm em Chanel đen 500, Chanel đen 500, kiếm đỏ khác đi. Em có một cái con ví cầm tay này xem mấy chị 300, chốt giùm em ví cầm tay 300, con này da mềm nha, da mềm và có dây đeo luôn. Con được có màu đỏ nào nữa không? Bây giờ hôm nay em xem cho mấy chị một cái mã eo vì này ha. Hôm nay xem cho mấy chị một cái mã eo vì ví caro 108 của Trần Phượng. Trần Phượng ví caro nào 108 vậy? Không hỏi đâu, 200 mấy. Ví caro kìa, mới sắp lên nó cũng nhớ nữa. Đây phải không Trần Phượng? Đúng không Trần Phượng? Rồi Trần Phượng 180 ngàn. Rồi chốt lại giùm em con eo vì này nè, con eo vì này, con này 1 triệu 250 sale cho mấy chị 650 ngàn. Eo vì này mấy chị đi tiệc được nè, eo vì này mấy chị đi tiệc được nha, chốt giùm em eo vì chữ V đi tiệc được. Đâu cho đâu, nãy có cái trắng đi rồi. Rồi tiếp tục mấy chị ơi, trời ơi cho mấy chị sao mua giùm em cái túi trắng chị tàu em giữ vậy mấy chị, đem cái đây để mặc quần riêng mang nè, còn cái kia để đi tiệc. Rồi tết nhất là xong rồi đó, đồng hồ đen đính đá còn chị, còn nè chị nào mà ưng cái túi mà túi da thiệt mà để dành đi 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 thu tiền dây tiền góp rồi đựng sổ rồi là chốt con này nè. Dạ con này là 950 rồi, xem mấy chị cái con chè neo đỏ thì cho mấy chị 450, con này chị nào đi là ghiền, 450 chè neo đỏ. Rồi lấy túi khác đây. Ở trong cái bịch kia còn nha. Rồi ba lô nha mấy chị, ba lô này da mềm và da xịn nè. Ba lô da mềm và da xịn. Ba lô này da eo bì 650 của chị Nguyên Phạm. Đưa đây 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 đây. Khoảng 12 cái kìa. Ủa cái con nào vậy? Đi. Con eo bì nào vậy? Trước cái đó nữa, cái đó là 4 bữa trước cái đó nữa. Ủa nó chưa 1 tí nó sắp đi hết rồi. Eo bì nào 650 rồi chị? Cái nào mới sắp? Cái nào mới vừa đây nè. Cái chữ... đúng rồi. Em bị chữ V này phải không chị Nguyên Phạm? Con này đẹp nè. Con này đẹp chứ. Con này đẹp nè chị Nguyên Phạm. Nè 650 của chị Nguyên Phạm nè. Rồi con ba lô xin cho mấy chị 400 ngàn ơi. 650 ngàn mà xin mấy chị 400 ngàn. Con này là mấy chị quá mê luôn. 400 ngàn ba lô đen. Những cái mới like đừng có đụng vô nha. Rồi nè con này là 800 ngàn nè mấy chị. Con này da thiệt thiệt mà con này. Con này da thiệt mà 900 ngàn. Giờ xem như cũng biết là 400 ngàn túi xanh. 400 ngàn túi xanh ha. Rồi xem tiếp cho mấy chị con này. Con này mấy chị đeo chiếu dễ thương lắm. Chốt giùm em đen phối bò. Đen phối bò 300. Đen phối bò 300. Con này giờ bán nhiêu cũng biết. Chốt giùm em con eo vì nút. À con eo vì bò. Con eo vì khóa. Eo vì khóa đi. Con này xem cho mấy chị 550. Eo vì khóa. Không mở đâu được đưa nữa chứ thiệt. Rồi tặng cho mấy chị là ba lô đen 400 của Nguyễn Phượng. Rồi tặng cho những chị nào có chia sẻ livestream và comment trước, tặng túi xanh cho mấy chị nè. Tặng túi xanh cho quý vị, tặng túi xanh, tặng túi xanh. Tặng túi xanh cho quý vị nha. Tặng túi xanh, tặng túi xanh. Chị nào có bài viết và có chia sẻ tặng túi xanh. Tặng túi xanh. Đưa cái túi chờ đeo đen này. Dưới đây nè. Chỉ cái tay nè. Rồi tặng cô Huế Võ nè, tặng cô Huế Võ. Em có con này nè mấy chị, em có con Chanel này xem mấy chị 400 nè. Con Chanel này xem em xem cho mấy chị 400 ngàn. Con này mang đẹp lắm Nguyễn Phường quận 12. Con Chanel này mang rất là dễ thương, mang hàng ngày cũng đẹp nữa. Tháp cái dây xuống nó dài dài xuống chút là ok. Chốt giùm em mã Chanel xích. Chốt giùm em mã Chanel xích đi. Mã Chanel xích xem cho mấy chị con này là
với giá 400. Rồi chốt giùm em cái mã cuối cùng chờ neo thích. Chờ neo thích là mã cuối cùng nha. Cái con này nãy chị nào hỏi mà không lấy tiếc kể cuộc đời. Em nói thật sự luôn á. Nè đã có dây đeo chéo nè. Tôi không biết tôi bán lò gì mà tôi thấy hôm nay tôi lỗ 2 túi rồi. Tôi xanh khách lấy nãy giờ. Nghĩ sao cái con túi này sale một cái giá nãy sale nhiêu quên mất hả? 400-500 gì quên mất mẹ. Nghĩ sao cái túi vậy mà mấy chị hay mặc quần rin mà không lấy chừng nào mấy chị lấy nữa mấy chị. Eo vì 300 của Phạm Hành. Rồi giờ kiếm nè. Rồi kiếm loài bản hồng nè. Rồi thầy Long An. Còn Bill đây. Eo vì nào 300 vậy? Giờ thua luôn không? Eo vì nào 300 vậy? Eo vì hồi nãy mà kêu chiếc thiện nó lấy á. Màu đen á. Nè. Chị cái 300 cuối cùng là đó hả? Chữ gì đây không nội? Eo vì. Eo vì nào 300 vậy? Eo vì nào 300 chị? Không xong rồi. Bây giờ chị chụp hình chị coi lại, chị báo lại em chụp hình chị báo qua cho em. Bây giờ chị kêu eo vì nào 300 em thua rồi ạ. Eo vì nào 300 đâu? Cháu giùm em cho chuối, cho túi chùm bạc. Eo vì nào 300? Hỏi này lên nè. Còn mấy bao nữa chưa bung lên cờ. Chúng ta tháo cái bên cờ bung lên nha. Eo vì nào 300 đâu? Lúc đầu, lúc đầu là giờ không nhớ. Lúc này bây giờ chỉ có chị chụp hình chị đưa qua cho em thôi. Mày đưa cái túi gì xích ra đây, túi này nè. Cho tôi bán xem rồi. Rồi em bán con này cho mấy chị nè. Nè mấy chị. Em bán cho mấy chị con này nè. Rồi bán con này cho mấy chị 250 ngàn. Bán cho lấy niềm vui cuối năm cho 750 của em nè. Rồi chốt con mã cuối cùng 250. Hiểu sao không hết tiền hết bạc. Bán con mã của cội con này mặc quần rinh mang hay lắm nha mấy chị. Bán con mã cuối cùng cho mấy chị 250. Quốc Bình Nguyên nãy ghi Quốc Bình Nguyên. Cấm thì hút nữa mới chưa. Ghi tên hả? Ghi tên. Cái túi đen màu đen nhỏ sau. Cái túi đen mà mới em mới cục dây vô con đó là thôi xe cho chị 400-450. Mà hồi nãy chị Hạnh Hạnh có một con rồi đó. Có một con XL 200 mấy á. Mã cuối của Nguyên Phạm nè. Ủa chứ lâu còn cái mã này không biết luôn. Cái này đem lầu xuống không? Đem hồi nào? Xách cái đá xuống lấy cho Huế vỏ luôn. Lên lầu lấy xuống con đâu đi cái này đâu. Lấy xuống cái chụp hình để cho Huế vỏ luôn đi. 250 của Huế vỏ của em. Em nhắn tin vô phân bay là anh Bảy ơi làm bill trừ ra bao nhiêu tiền nha. Kiếm cái bill dùm Trần Phượng hồi nãy giờ có gì nè. Nè Trần Phượng nè. Rồi bỏ vô luôn. Có ví mà ví giao thiệt không để mai mốt đi ra. Nè ai có hồi nãy Vân Nguyễn làm tím nè. Dùm luôn nè. Cái này là đem lên phòng cho chị nè. Để dành đi. Cho em biến xuống là 2 tuổi luôn. Rồi mai gặp tối 8:30 gặp lại nha mấy chị.